cá nhân, tổ chức nào chịu trách nhiệm về 39 người chết trong chiếc container đông lạnh? Bài viết của Nguyễn Ngọc Già được đăng trên Dân Làm Báo. Sự việc 39 người chết trong container tại Anh Quốc gây chấn động lương tri thế giới và khiến nhiều trang báo trong ngoài nước đưa lại những tin tức xưa về tình trạng bi đát và thê thảm của người Việt xuất cảnh lậu qua các nước phương Tây. Ngày 1 tháng 11 năm 2019, báo Nhân Dân có bài "Đừng lúc nào cũng gán ghép trách nhiệm cho nhà nước Việt Nam". Trong đó có đoạn, một số tổ chức cá nhân lại tìm cách lợi dụng sự hoang mang, lo lắng, thậm chí là nỗi đau để cố đẩy vấn đề theo hướng tiêu cực, coi đó như là cơ hội để vu cáo nhà nước Việt Nam. Những phân tích dưới đây sẽ cho thấy những cá nhân nào, những tổ chức nào phải chịu trách nhiệm trước nhất và nhiều nhất về 39 nhân mạng nói trên. Một nhà nước chỉ biết dạy dân tôn thờ đồng tiền, chủ trương đưa người Việt Nam ra nước ngoài lao động có từ thập niên 80 thế kỷ trước, bắt đầu từ các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa trước đây, kể từ khi Hoa Kỳ bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ với Việt Nam vào năm 1995, lượng lao động Việt Nam ra xứ người làm việc dần tăng nhanh và tăng mạnh khoảng 20 năm trở lại đây, bắt đầu từ những thị trường Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Dần dần, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam công khai thừa nhận xuất khẩu lao động là thực hiện nhiệm vụ chính trị. Song song đó, người dân được khuyến khích muốn thoát nghèo, hãy mạnh dạn tham gia xuất khẩu lao động. Không có thống kê chính thức được công bố suốt chiều dài 20 năm của cái gọi là xuất khẩu lao động, nhưng tính đến năm 2011, theo Wikipedia cho biết đã có trên 500.000 người lao động tại xứ người. Đài RFA cho hay, chỉ riêng 9 tháng năm 2019, số lao động Việt Nam tại nước ngoài đã đạt con số 104.615 người. Do đó, có thể dự đoán số người Việt Nam lao động tại xứ người không thể dưới 2.500 lượt trong ít nhất 20 năm trở lại đây, nghĩa là tính từ sau khi Hoa Kỳ bỏ cấm vận, kéo theo mọi nguồn vốn, cùng việc tự do đi lại, cư trú, giao thương đến các lĩnh vực tăng mạnh. Qua cái chết của 39 người trong container tại Anh Quốc, đài BBC đã tìm hiểu thực tế tại Nghệ An và cho biết, theo ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đô Thành cho biết, vào năm 2018, xã Đô Thành có 1.450 người đang làm việc tại các nước châu Âu, 1.047 người đi làm việc buôn bán tại Lào, 439 người đang làm việc các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Nhờ số tiền con em làm ăn xa gửi về mà Đô Thành ngày càng thay da đổi thịt, toàn xã có hơn 4.000 hộ thì hết 3/4 trong số đó có nhà 2 tầng trở lên, hàng trăm hộ có xe ô tô, biệt thự. Ông Hà nói, thực tế của nhà lầu xe hơi là có thật. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chỉ biết dạy dân về mãnh lực đồng tiền và tôn thờ nó, không khác triết lý của Nam Cam, một tên cướp khét tiếng của thành phố Hồ Chí Minh một thuở. Tiền không phải là tất cả, nhưng con người có thể làm tất cả vì tiền. Sao mà triết lý của Nam Cam đúng đến thảm thương như vậy khi so với 39 cái xác đông lạnh kia? Những tòa biệt thự đồ sộ, những chiếc xe hơi bóng lộn ở các làng quê đó không khỏa lấp được cách ứng xử của những con người sau bao năm lận đận, nay rực rỡ thành công về lại làng xưa. Người đời dễ nhận thấy đầy những trưởng giả học làm sang, thay vì nhận ra những con người lịch lãm hơn, với nếp sống trách nhiệm hơn, kỷ luật hơn và văn minh hơn, nhưng tưởng họ được học rất nhiều từ những năm bôn ba xứ người. Những con người đó giàu thì có giàu, nhưng sang thì không có sang. Theo nghĩa sang giàu là như vậy, trong họ vẫn tồn tại bản chất người nông dân lạc hậu và cũ kỹ. Dù đã rũ buồn, nhưng chất mặn chát của ruộng lúa nhiễm phèn vẫn đậm đặc. Lỗi không phải ở họ, bởi đã là con người, có ai mấy ai muốn chối bỏ cuộc sống nhiều tiền lắm của. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã dùng chữ xuất khẩu cho món hàng nhân lực. Lẽ ra chính họ buộc phải hiểu rõ khi xuất khẩu những món hàng đó cần đảm bảo tiêu chuẩn xuất đi, nhưng không. Người Cộng sản Việt Nam chỉ vẽ ra trước mắt người nông dân cơ cực và tâm tối duy nhất một chữ tiền to lớn. Hơn 20 năm, quãng thời gian đủ dài trên 2.500 lượt người đi làm thuê làm mướn ở nước ngoài, lẽ ra gương mặt văn minh của chính cái thứ mà Cộng sản Việt Nam nguyền rủa là xứ tư bản dễ chết, được người lao động Việt Nam hấp thụ để đổi thay tân tiến hơn, nhân ái hơn,
Nhưng trái lại, người dân chỉ thấy một bộ mặt con người xã hội chủ nghĩa vẫn vẹn nguyên từ lời ăn tiếng nói cho đến những hành vi nhỏ nhặt cốt để sao cho xứng đáng với đời và ngết mặt lên với người, từ những mảnh ruộng con với căn nhà siêu vẹo nay thoát xác trở thành nhà cao cửa rộng với kiến trúc nửa quê nửa tỉnh cùng xe hơi kê cao tránh lụt tại Nghệ An. Một hình ảnh sống động chứng minh rõ nét chủ nghĩa bản vị đang tràn ngập Việt Nam hiện nay. Người Cộng sản Việt Nam hãnh hảo và đua đòi theo thói trọc phú vốn nhiễm độc từ triết lý luẩn của Hồ Chí Minh. Muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa phải có con người xã hội chủ nghĩa, nên sinh ra những tỷ phú với đô la đầy túi nhưng vẫn xem việc hối lộ không có gì nhục nhã như Phạm Nhật Vũ, cũng như giai tầng xuất khẩu lao động mà ra vẫn được hưởng chính sách hình sự đặc biệt do chính người Cộng sản Việt Nam Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chà đạp luật pháp để trơ tráo bảo kê cho việc làm phạm pháp. Vì vậy, ở góc độ nào chăng nữa, không thể trách cứ hay nguyền rủa 39 người đã chết nói riêng và hàng triệu người đang làm thuê làm mướn ở nước ngoài nói chung, bởi họ thực hiện quyền sống, quyền căn bản nhất trong lãnh vực nhân quyền. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm chính. Quyền sống, quyền căn bản nhất của con người được quy định trong luật nhân quyền quốc tế, Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, Công ước Quốc tế về quyền trẻ em và nhiều công ước khác mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã phê chuẩn và có hiệu lực từ lâu. Quyền sống cũng được quy định trong Hiến pháp 2013 tại Điều 19. Đây là một điều riêng so với các hiến pháp trước đó. Vì vậy, nhà cầm quyền Cộng sản đã ý thức rõ trên lý thuyết về quyền sống, nhưng thực tế họ không làm tròn bổn phận của một nhà nước mệnh danh của dân, do dân, vì dân. Không những thế, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vi phạm thô bạo và vi phạm hầu hết tất cả các quyền con người, tất nhiên trong đó có quyền sống. Với tư thế một nhà nước, họ đã bỏ mặc người dân tự bươn chải trước khó khăn, tự xoay sở trong nguy hiểm. Không chỉ 39 người chết nói trên, mà hàng triệu lao động Việt Nam tại nước ngoài không hề được đào tạo đủ kỹ năng làm việc, cũng như không được giáo dục về nhân cách, đạo đức, danh dự, ý thức trách nhiệm và tính kỷ luật của lao động công nghiệp. Làm sao có thể nhanh chóng thích nghi với văn hóa xứ người? Thật mỉa mai, người nông dân trong nhà máy vẫn hoàn toàn người nông dân trong nhà lá. Về mặt tinh thần, họ chỉ biết làm bất kỳ việc gì miễn sao kiếm thật nhiều tiền. Như mới đây, ngày 27 tháng 9 năm 2019, báo Tuổi Trẻ đưa tin Anh Quốc đã kết án 21 người Việt trồng cần sa để thu được 25 triệu bảng, khoảng 713 tỷ đồng. Hầu hết số tiền khổng lồ này đều được chuyển về Việt Nam. Người thân của 21 con người này với biệt thự nguy nga cùng xe con bóng lộn có ân hận hay rây rứt trước nhân cách cùi mòn trước những đồng tiền tội lỗi này không? Đó là cách lý giải cho việc ra đi bất cần thân thể, bởi chính những con người xã hội chủ nghĩa như vậy họ cũng không hề được trang bị dù chỉ một chút khái niệm về quyền con người dù đang ở tình trạng on. Hiện trạng đau lòng của 39 người chết trong container tại Anh Quốc đã phản ánh rõ nét tình trạng nhân quyền không hề được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trang bị cho người lao động Việt Nam tại xứ người dù ở mức tối thiểu. Không những các công ước thượng dẫn, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã phê chuẩn và thực thi Công ước Quốc tế chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, có hiệu lực từ ngày 8 tháng 6 năm 2012. Trong TOC, hai loại tội phạm đáng sợ nhất, buôn ma túy và buôn người, suốt thời gian 7 năm qua, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hoàn toàn không cho thấy nỗ lực nghiêm túc thực hiện những gì mà họ đã cam kết. Vì vậy, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bị hạ cấp xuống nhóm các nước cần được theo dõi về tình trạng buôn người trong một báo cáo mới công bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng với 38 nước được liệt kê trong danh sách theo dõi. Bậc 2 của báo cáo buôn người năm 2019 được công bố vào tháng 8 năm 2019. Không những thế, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vì không làm tròn vai trò quản trị quốc gia nên đẩy tất cả những khó khăn, phiền lụy, bi thảm cho các quốc gia vùng lãnh thổ khác Úc, Thái Lan, Đài Loan, Campuchia, Malaysia, Israel, Singapore, Hoa Kỳ và tất nhiên là cả Anh Quốc với 39 nạn nhân xấu số vừa xảy ra.
kết luận không thể trách số lượng nạn nhân đã chết trong container vừa qua, cũng như các nạn nhân có yếu tố nước ngoài khác trốn lại làm việc bất hợp pháp, làm nghề mãi dâm trong cần sa, bởi họ cũng chỉ mong muốn tìm quyền sống. Thứ quyền mà người Việt Nam có quyền hưởng như bất kỳ dân tộc nào, đó là điều mà thế giới và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đối xử bất công với hàng triệu người Việt Nam trong và ngoài nước còn quốc tịch Việt Nam. Song song đó, hậu quả mà các quốc gia và vùng lãnh thổ nói trên buộc phải gánh lấy cũng vì quan tâm chưa đúng mực đến nhân quyền Việt Nam. Quá trình toàn cầu hóa gắn chặt với nhân quyền vốn trở thành quy luật không gì cưỡng nổi, do đó hệ lụy hiển hiện qua thảm họa 39 xác chết là điều tất yếu. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang đứng trước nguy cơ bị Hoa Kỳ hạ xuống bậc 3 qua thảm họa này là điều chắc chắn xảy ra, cùng với những chế tài nghiêm khắc mà họ buộc phải nhận lãnh nhất định không tránh khỏi. Nước dơ Hà Nội, chúng chơi nhau, dân lãnh đủ. Trong những tuần qua, dân Hà Nội phải uống nước dơ. Lý do được đưa ra là có những kẻ lạ đã đổ trộm 2,5 tấn dầu thải xuống suối Trăm. Con suối này nằm ở đầu nguồn sông Đà. Và từ đây, nước sông ô nhiễm dầu thải đã chảy vào kênh dẫn nước của nhà máy sản xuất nước sạch sông Đà. Câu hỏi được đặt ra, đây có phải là hành động vô ý thức của cá nhân, của doanh nghiệp nào đó đổ trộm dầu như người dân đổ trộm rác ở ven đường, hay là ý đồ có chủ mưu cố ý làm ô nhiễm nguồn nước cung cấp cho cư dân Hà Nội? Xin mời các bạn nghe bài phân tích của tác giả Vũ Đông Hà đăng trên Dân Làm Báo. Thứ nhất, tác giả Vũ Đông Hà đã cho đây không phải là hành vi vô ý thức của người dân, vì với số lượng 2,5 tấn dầu phải cần đến xe tải để đổ xuống sông như người dân xã Phúc Minh và xã Phúc Tiến cho biết đã nhìn thấy trong đêm 8 tháng 10 năm 2019 thì không thể nào như là chuyện người dân có 1-2 thùng dầu thải và không biết giải quyết ra sao nên lén lút đổ đại xuống sông. Do đó, khi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung vào ngày 10 tháng 10 nói rằng nguồn ô nhiễm này do ở trên đầu nguồn nước có một số người dân đã đổ dầu phế thải vào đầu con suối, sau đó chảy ra hồ và nhà máy không kiểm soát tốt dẫn đến chảy vào hệ thống lọc nước của nhà máy là vừa không đúng sự thật, vừa đểu cán theo kiểu nước dơ dân uống, bị dơ là do dân làm, và như thế cái gì dân cũng lãnh đủ. Kế đến, chúng ta thử xem qua chuyện có ai đem đổ 2,5 tấn dầu xuống sông không? Muốn vậy, phải nói đến dịch vụ mua lại dầu cũ. Hiện nay, tại Việt Nam đã có nhiều công ty mua lại dầu nhớt thải để tái chế. Ví dụ như công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Cao Gia Quý hay công ty trách nhiệm hữu hạn Văn Đạo. Và nhiều dịch vụ thu mua dầu nhớt thải khác mà các bạn có thể dễ dàng tìm thấy trong các quảng cáo trên mạng. Hiện nay thị trường mua dầu cũ tái chế thành dầu mới để bán là một thị trường nhiều lợi nhuận. Do đó, nếu vừa có những nơi sẵn sàng mua dầu nhớt thải vừa có lợi nhuận khi bán, vừa không phải đối diện với nguy cơ bị truy tố, ở tù vì tội làm ô nhiễm môi trường, thì thử hỏi có cá nhân nào hay doanh nghiệp nào lại mang xe tải và đổ 2,5 tấn dầu xuống sông như là một hành động vô ý thức kiểu lén đem đổ rác ven đường đầu xóm hay không? Như vậy, nếu không phải là người dân vô ý thức thì phải là những kẻ cố tình chủ mưu. Như mọi cuộc điều tra truy tìm thủ phạm, câu hỏi luôn được đặt ra là ai là những kẻ có lợi trong vụ này? Có công ty nào đang muốn cạnh tranh với công ty nước sạch sông Đà hay không? Hay có những thế lực chính trị nào đang muốn đỡ đầu cho một công ty lọc nước khác và muốn cho công ty nước sạch sông Đà bị phá sản, truy tố và bị loại ra khỏi thương trường hay không? Sau khi biến cố nước dơ Hà Nội bùng nổ, với sự khai thác sự việc của truyền thông lệ đảng, mọi con mắt và phê phán nhắm vào công ty nước sạch sông Đà và vô hình chung có kết luận là công ty cung cấp nước, đơn vị bán sản phẩm hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về chất lượng nước cung cấp cho các hộ dân. Kết luận này là đương nhiên, hợp tình hợp lý đối với dư luận chung, vì nước dân uống do công ty cung cấp là nước dơ. Nhưng đó cũng là kết luận mà những kẻ chủ mưu đổ 2,5 tấn dầu thải vào nguồn nước uống của dân đã mong muốn và dự phòng sẽ xảy ra. Khi những kẻ lạ đổ 2,5 tấn dầu xuống suối vào sông, thì thành quả đạt được ngay lập tức là công ty nước sạch đã không kiểm soát được nguồn nước và bắt đầu đã có những chuyển động trong truyền thông. Ví dụ như việc rọi đèn vào nhân sự của công
công ty này với những kiểu giật tiếp chân dung ông chủ 8X đứng đằng sau công ty nước sạch Sông Đà, con đường thâu tóm của Galex, bí ẩn nhóm đại gia sở hữu công ty nước sạch Sông Đà, ông chủ công ty nước sạch Sông Đà sở hữu hàng loạt đất vàng tại Hà Nội, và Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Hà Nội cũng vào cuộc tổng tấn công. Công ty này phát hiện việc đổ trộm dầu thải từ ngày 8 tháng 10 nhưng không báo cáo ai, không có hành động gì liên quan ngăn chặn dầu này và cứ thế để trôi vào nguồn nước, ông Chung phát biểu với báo chí. Dĩ nhiên, như rất nhiều công ty khác ở Việt Nam, công ty nước sạch Sông Đà có thể cũng chẳng hay ho tốt lành gì nếu bị phanh phui toàn bộ gốc gác nhân sự, hệ thống vận hành, tinh thần trách nhiệm. Nhưng vấn đề ở đây là có kẻ chủ mưu tạo lý cớ và cơ hội để làm dơ công ty nước sạch này. Và trong tiến trình chúng đánh nhau, dân ta lãnh đủ. Hay nói cách khác, chúng mặc kệ dân, mặc kệ sự an toàn, sức khỏe cho các cháu nhỏ, các cụ già, các bà mẹ mang thai và cả triệu người dân Hà Nội. Ai là thủ phạm? Thủ phạm cuối sông hiện nay đã là công ty nước sạch Sông Đà với những sự tắc trách của nó. Nước người dân uống được dán nhãn bởi công ty này thì đương nhiên nó bị lên án và bị dư luận hướng mắt vào và ném đá. Nhưng thủ phạm đầu sông mới là quan trọng, đó mới là đầu nguồn của mọi tội lỗi. Dựa vào những phân tích trên, cũng như dựa vào bối cảnh thương trường rừng rú, thể chế chính trị lưu manh của một đảng độc tài, nền kinh tế hoang dã tư bản nhưng định hướng bởi những quan tham xã hội chủ nghĩa, thì thủ phạm là đối tác cạnh tranh và những quan tham có quyền lợi nằm trong công ty của đối tác cạnh tranh này. Quan tham cần được đưa vào danh sách đối tượng tình nghi và đứng đầu bảng chính là Nguyễn Đức Chung. Đây chính là nhân vật bị tình nghi là chủ mưu đứng đằng sau phá hoại công trình làm sạch sông Tô Lịch của chuyên gia Nhật nhằm độc quyền sản xuất hóa chất Red Oxy 3C bởi công ty Arctic do gia đình của Chung đứng sau làm chủ. Và mặc dù bị dư luận rọi đèn và phanh phui, nhưng cho đến giờ phút này Nguyễn Đức Chung vẫn an toàn trên dòng kênh đen Tô Lịch nhờ vào sự chống lưng của Nguyễn Phú Trọng. Vậy thì sợ gì mà không tiếp tục trò làm bẩn các con sông khác nếu nó đáp ứng cho những phi vụ kiếm tiền và kiếm rất nhiều. Nguyễn Đức Chung và nhu cầu của nhà máy nước mặt sông Đuống thuộc tập đoàn Awa One. Trong đêm ngày 8 tháng 10 năm 2019, xe tải lạ đổ 2,5 tấn dầu thải xuống đầu sông Đà, mở đầu cho giai đoạn đen tối sắp tới của công ty nước sạch sông Đà. Thì trước đó chỉ hơn một tháng, vào ngày 5 tháng 9 năm 2019, đích thân Nguyễn Đức Chung đã có mặt để dự lễ khánh thành giai đoạn 1 nhà máy nước mặt sông Đuống thuộc tập đoàn Awa One khởi đầu. Nhà máy này mỗi ngày sẽ cung cấp 300.000 mét khối nước cho khoảng 3 triệu người dân Hà Nội và vùng lân cận. 3 triệu người dân này hiện tại nhận nước từ đâu? Không lẽ họ nhịn khát, nhịn tắm, nhịn nấu ăn, nhịn giặt giũ? Họ đang dùng nước cung cấp bởi công ty nước sạch sông Đà. Và làm thế nào để một công ty mới trở thành nguồn cung cấp cho 3 triệu khách hàng vốn đang nhận dịch vụ từ công ty cũ? Hạ giá thành không phải là ý muốn của con buôn, và mình hạ thì chúng cũng hạ. Cách hay nhất, thu lợi nhiều nhất là độc quyền phân phối, độc quyền định giá thành. Muốn độc quyền thì phải dùng độc chiêu để tiêu diệt đối tác cạnh tranh. Độc quyền cũng chính là sở trường của Nguyễn Đức Chung với công ty của con trai là Arctic, cũng là kinh nghiệm đầy mình của Nguyễn Đức Chung trên dòng sông Tô Lịch. Và từ đó, một chiếc xe tải với 2,5 tấn dầu thải rẻ mạt đã thành công trong việc đánh sập uy tín của công ty đối phương. Tiếp theo, với định hướng truyền thông và khai thác sự phẫn nộ của dư luận sẽ dẫn đến sự tẩy chay nước dơ sông Đà. Cuối cùng, điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo đúng quy trình sẽ làm cho sông Đà dơ hay sạch cũng thành cạn kiệt. Mục tiêu thâu tóm 3 triệu khách hàng để bán 300 mét khối nước mỗi ngày tại Hà Nội và vùng lân cận xem như đạt được. Đó chỉ là giai đoạn 1. Những giai đoạn sau là toàn bộ miền Bắc. Dự án nước sạch 5.000 tỷ của tập đoàn Awa One khi hoàn tất sẽ có quy mô cấp vùng bao gồm nội thành Hà Nội, ngoại thành như Ứng Hòa, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Đông Anh, Sóc Sơn. Từ đó mở rộng đến các khu đô thị VinCity, Gia Lâm, Thanh Hà, khu đô thị thông minh của tập đoàn PRG, công viên Kim Quy, khu trung tâm triển lãm quốc gia, khu đô thị Cổ Loa và tại huyện Đông Anh, và xâm lược luôn các thị trường nước tại các tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh. Tất cả đã được quy hoạch theo đồ án điều chỉnh quy hoạch cấp nước thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo nghị quyết số 11, nghị quyết Hội đồng Nhân dân do chính Nguyễn Đức Chung ký vào ngày 10 tháng 7 năm 2019. Sau nhiều ngày uống nước dơ, có trộn lẫn styren và clor bởi bè lũ đại gia nước bẩn sông Đà, thì các loại nước sông khác đối với người dân Hà Nội cũng sẽ thơm, sạch và ngon ngọt như những lời huấn dụ của các lãnh tụ cộng sản Ba Đình. Dân Hà Nội, thủ đô anh hùng, sẽ quên nhanh những ngày dơ bẩn, im lặng cúi đầu cung cúc xếp hàng nhận nước có mùi tanh. Do
dân thủ đô anh hùng sẽ tiếp tục xếp hàng hướng tới tương lai theo hào khí những giải vô địch bóng đá và bài diễn văn của chủ tịch nước, thủ tướng về chuyện nước non. Nước dơ hay sạch không còn là vấn nạn đối với người dân, bởi Hà Nội vốn dĩ không vội được đâu. Từ bụi mịn trong không khí ở mức đáng báo động, đường ống nước vỡ hàng chục lần tất cả, rồi sẽ ngoan ngoãn, rồi sẽ đâu vào đó. Bởi trong suốt nhiều năm qua, người dân thủ đô đã đóng tròn vai những con cừu ngoan ngoãn xếp hàng chờ ngày tiến tới thiên đường chủ nghĩa xã hội.